Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác thu thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến hết tháng 12 năm 2019, ngành thuế tỉnh đã thu thuế nội địa trên địa bàn đạt gần 12.300 tỷ đồng. Vượt trên 28% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng trên 24% so với năm 2018. Về tổng thể, có 11 trên 15 khoản thu sắc thuế hoàn thành vượt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Có 10 trên 15 khoản thu sắc thuế tăng so với thực hiện năm 2018. Tuy nhiên, công tác thu thuế năm 2019 vẫn còn một số tồn tại như một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu chưa hoàn thành dự toán, nợ khó thu vẫn còn cao. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ngành thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao là 10.061 tỷ đồng và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 10.565 tỷ đồng. Triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu năm 2020, ngành thuế tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó phải thường xuyên ra soát, đánh giá, phân tích và dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, để kịp thời có biện pháp đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương, quản lý tốt nguồn thu ngân sách, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nộp thuế. Tại hội nghị, Cục Thuế đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2020, thống nhất cử đoàn đại biểu dự hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành thuế toàn quốc năm 2020.